Vết hàng mùa xuân Tác giả Ngô Viết Trọng Phần đầu Mời bạn đọc truyện ngắn này để nhớ lại mùa xuân màu thân năm 1968. Việt Cộng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã gieo rắc kinh hoàng, chết chóc, tan thương cho người dân vô tội của nước Việt Nam Cộng Hòa. Dì Sáu đang giúp bà Thái lượm những hạt cất chuột những hạt sâu cùng những thứ khác lẫn lộn trong mấy thúng nếp thì liên về. Cô gái với khuôn mặt bầu bỉnh tươi như hoa, dừng chiếc xe đạp trước sân, hớn hở bước vào nhà, nói như khoe khoang. Chào dì qua chơi, mà với dì thấy chiếc xe đạp của con chưa? Hai người đàn bà đều ngừng tay nhìn ra. Một chiếc xe đạp đàn bà mới toanh láng cón sườn sơn màu tím óng ánh ghi đông vành tâm đều sáng choang trời chiếc xe của công chúa có khác cho dì mượn đi phố một bữa đi bà thái ngắm nghía chiếc xe mặt bà cũng tươi rói hết nhìn liên là nhìn dì xấu hài lòng hãnh diện mất của tôi gần ba chục thúng lúa đấy Rửa lạ cô ưng chi tôi cũng thỏa mãn cho cả rồi. Vô thay quần áo đi mà ra phụ mạ làm sạch sẽ ba cái nếp để lo bánh trái cho rồi. Tết ni đình chiến, chắc mấy thằng anh mi cũng về. Tổ cha mi hai ngày nữa là lên 18 rồi. Phải xiên xiên lên cho mạ nhờ một tí chứ. Liên cười qua con mắt, nũng nịu nhìn mẹ thì con lo học chứ có lười nhát đâu nào. Mà lo chuẩn bị quà thưởng khi con đậu tú tài cuối niên khóa đó. Thì đã thưởng trước chiếc xe đạp rồi cô. Cô liệu hồn để trượt vỏ chuối là chết với tôi đó chứ đừng nói. Di Sáu cười chung hòa niềm vui. Thì thưởng cho hắn một thằng dôn cao ráo đẹp trai. Cháu có chịu không? Cô gái vẫn mặc tươi như hoa, cười khúc khích. Con không cần tới một thằng dôn cao ráo đẹp trai đâu gì. Con chỉ cần một anh chồng xấu ỉn thôi. Cả ba cùng cười ròn rã. Di Sáu hỏi. Mù nội mi nói cái chi lạ đời rứa. Răng không ưng chồng đẹp mà lại ưng chồng xấu. Nói cho dì nghe thử coi. Liên lại cười khúc khích. Vì không nghe người ta nói quỷ nè dễ nấu, chồng xấu dễ sai đó sao? Con dạy gì mà lấy chồng đẹp? Dì xấu cười nghiêng ngã. Thì ra con nhỏ tinh ranh tới rứa là cùng. Cho hắn bắp một thằng chồng hay đập vợ cho biết mặt. Bà Thái cũng cười ròn rã. Tổ cha mi nói rứa có chó mà dám ưng mi. Coi chừng ở quá đó nghe con. Ở quá con cũng không sợ. Ở với ba với mạ lo chi. Liên vừa nói vừa nhí nhảnh đi vào phòng của mình. Di Sáu nhìn theo cười. Hắn tuổi tân mão phải không chị? Mới nhỏ chút xíu đó mà. Hèn chi lớp mình mau tra cũng phải. Có thư đi thư lại rồi đó gì? Thấy cái thằng cũng hiền lành, dễ thương. Chị không la hắn à? La mừng chi? Trước mình răng thì trừ hắn rứa. Nhưng mình cũng phải ngó chừng chừng cho hắn chứ. Tôi chỉ ớn ớn mấy thằng lường gạt thôi. Nói cho cam quả, con ni cũng ngộ thiệt. Từ ngày để hắn ra trong nhà cứ ăn mừng nên phơi phới. Học hành thì chuyên đứng nhất đứng nhì. Năm mô cũng có phần thưởng. Cha hắn cưng lắm, muốn chia được nấy mà hắn dễ thương quá đi chứ thằng mô mà gặp hắn thiệt là có phước hai người đang vui vẻ bàn tán thì liên đã thay xong quần áo chạy vượt ra phụng phiệu, đưa cả hai tay đấm thùm thụp vào lưng bà thái ồ cái con mi mừng cái chi rứa mà tầm bậy lắm mà đọc chùng mấy cái thư của con hết trơn rồi phải không trong phòng con ngoài mạ ra ai vô được. Cả ba người lại cùng cười ròn rã. Bà Thái nhìn con gái âu yếm. Thì mạ phải kiểm soát, chứ lỡ gặp thằng Mô Ba Láp, hắn dụ dỗ con mạ dắt đi mất mà biết mừng răng. Nói rứa chứ con của mạ đứa Mô mà dụ dỗ được. Lần sau cấm mạ không được coi chùm thư riêng của con nữa đó dì sáu nhìn cái cảnh hạnh phúc tràn trề của hai mẹ con mà thèm khát chồng dì ông hữu tập kết ra bắc biệt tâm đã hơn mười năm rồi còn lý đứa con gái của dì và ông hữu kém liên một tuổi học hành chưa tới đâu hết phải bỏ ngang sau này dì cũng có thêm một thằng nhỏ nữa giờ đã lên sáu không rõ cha nó là ai cuộc sống của mấy mẹ con dì chưa lúc nào được thoải mái cho lắm bà thái là chị con ông bác của dì vốn rất thương dì nên vẫn hay giúp đỡ dì nhiều mặt hai chị em qua lại với nhau khá tâm đắc dì nhìn hai mẹ con bà thái rồi bất giác thở dài con gái chỉ ở với cha mẹ được một thời mai mốt là con người ta rồi đó lời nói của dì sáu như là một cái đánh đồng nhẹ vào tâm tư bà thái bà thái quay lại nhìn người em họ rồi lại nhìn liên thình lình bà ôm lấy liên hôn lên tóc lên má lên cổ nàng tới tấp nước mắt bà trào ra ràng rụa trước sự ngơ ngác của dì sáu giọng bà thổn thức nấc lên mai mốt con đi lấy chồng rồi mà ở với ai đây cặp mắt nai của liên cũng mở lớn tròn xoe long lanh nước nàng cũng ôm chầm lấy mẹ rồi sau đó gục mặt vào vai mẹ bà thái lại nghẹn ngào con khoan đi lấy chồng đã nghe con đi lấy chồng rồi thì mà ở với ai đây dì sáu sững sờ rưng rưng nước mắt lặng người chốc lát trước hoạt cảnh ấy sau đó dì làm tỉnh lên tiếng cái chị Ni vô duyên thiệt. Con gái lớn ai không lấy chồng, mà đã có chi mua nà. Gã hay không đều còn do mình mà. Hắn đi lấy chồng thì chỉ ở với anh Thái chứ ở với ai nữa. Một chốc sau hai mẹ con buông nhau ra, mắt người nào cũng đắm lệ. Dì Sáu vương vai đứng dậy cười. Ngồi ngó hai người tôi cũng mệt. Thôi, hai mẹ con làm với nhau đi, tôi về. Ông Thái trước đây đã từng làm đại diện xã. Ông là người kiến thức rộng, có đạo đức, làm việc gì cũng có lý, có tình, nên rất được lòng người. Bây giờ ông đã thôi việc, nhưng mọi người, kể cả lớp có chức sắc trong xã, lúc nào cũng tỏ ra trầm vọng, kính mến ông. Những việc làm lớn nhỏ liên can đến chuyện an ninh thôn xã phát triển văn hóa, cung cấp ruộng đất, cúng tế hàng năm. Những người gánh vác công việc lúc nào cũng thỉnh hỏi ý kiến ông. Những mối bất hòa, những vụ xung đột gia đình hay xóm giềng với nhau, dù không còn làm việc, hễ ông đứng ra dàn xếp thì thế nào cũng yên. Cúng giao thừa xong, ông Thái toàn đi ngủ, bỗng nhiên ông cảm thấy có gì hơi khác trong tiếng pháo nổ như mọi năm. Ông lắng tai và ngạc nhiên nghe những tiếng nổ lạ có thể không phải là tiếng pháo. Không lẽ lại có bắn nhau? Cái tình hưu chiến đã được loan đi rộng rãi cho đồng bào yên tâm ăn Tết mà. Ông ấy nấy không thể nào ngủ được. Đến khi nghe thêm nhiều tiếng nổ lạ một vài nơi nữa, ông Thái mới đoàn quyết đấy là tiếng súng ông liền tìm cách liên lạc với xã để biết tình hình sau khi ra ủy ban xã ông thái liền nhắn về nhà cho biết tình hình đang xấu lắm ông chưa thể trở về liền được nếu có ai tới thăm hỏi cứ bảo là ông đi thăm viếng ai trên phố sáng mùng một tết thì cả xã nhốn nháo về tin cộng sản đã kéo về khắp nơi Thế là sau đó chẳng ai còn bụng dạ xuất hành chúc tết họ hàng chung quanh. Mọi người đều lăng xăng lo cất giấu hoặc thủ tiêu những thứ gì trong nhà có liên can đến binh lính và chính quyền miền Nam như bức hình chụp, giấy tờ, quần áo, giày mũ. Và Cộng sản đã kéo về làng thật. Ngoài trừ những căn nhà ven quốc lộ 1, nhà nào cũng có vài ba anh bộ đội đến trú đóng bà thái đang hồi hộp nhìn ra đường thì thấy bốn người lính cộng sản đi vào nhà bà ba người trẻ mang súng dài tỉnh bơ đến thẳng thềm hiên nhà lớn cởi ba lô và súng ra ngồi xuống nghỉ có lẽ họ đang mệt những nhà theo kiểu cổ trừ khi có cúng dỗ tiệc tùng ít khi người ta mở cửa nhà lớn mọi người trong nhà vẫn vô ra bằng cửa nhà lều người thứ tư một người trung niên mang súng ngắn, tỏ vẻ đã hiểu biết thói tục ở đây, bước tới cửa nhà lều gọi. Anh chị Thái ơi, em là Trí đây, anh chị có nhớ em không? Qua giây phút lo sợ, ngỡ ngàng, bà Thái mừng rỡ bước ra chào hỏi người em họ của chồng. Ông Trí là em con ông cầu ruột của ông Thái, tập kết ra Bắc năm 1954 sự có mặt của một người bà con trong toán người xa lạ mà xưa nay gia đình bà vẫn coi như là thù địch làm bà thái đỡ lo hơn nhiều bà niềm nở săn đón trời ơi không ngờ còn gặp lại được chú trí chú khỏe mạnh không có vợ con rồi chứ chú anh thái vẫn nhắc đến chú hoài sáng nay anh thái lên phố chúc tết mấy người quen không biết răng tới chiều chưa thấy về tình hình lộn xộn thế mà anh không ở nhà à? Chị có biết bây giờ anh đi đâu không? Nguy hiểm lắm đó nghe. Thôi ông đi mô rồi ông cũng lo về. Chừ mời chú và mấy anh em vô nhà nghỉ ngơi. Chắc mấy chú cũng đói bụng rồi. Tôi dọn cơm cho mấy chú ăn nghe. Ông Trí vui vẻ tự nhiên bước vào ngồi xuống cái giường lèo. Để họ nghỉ ngoài đó được rồi còn cơm nước lo chi chị bộ đội bắc hồ đến dân vui đi dân nhớ ở dân thương đến đâu nhân dân cũng lo cho đầy đủ cả làm sao mà đói em tới đây mục đích chính là thăm anh chị sau nữa là xin cho mấy anh em ở tạm vài hôm rồi tụi em cũng phải lo đi tiếp thu những chỗ khác anh em đàng hoàng lắm không có phá phách như bọn lính ngụy đâu chị đừng lo lắng chi cả thôi chốc nữa nói chuyện tiếp chừ chú nói mấy anh em rửa tay để ăn cơm tôi đi dọn ra đây cứ thủng thẳng đã chị à mấy cháu đi đâu mà chẳng thấy cháu nào hết khi đêm tụi nó ham chơi thức khuya quá chừ còn ngủ đó chú cơm dọn ra một mâm thịt chả cá canh phủ phê ông trí cùng mấy chú bộ đội ăn uống rất thiệt tình họ vừa ăn vừa huyên hoang nói về những bức hành quân kỳ diệu của họ những món ăn khoái khẩu làm cho thực khách càng nói cười vui vẻ cởi mở thêm với bà thái mấy chú bộ đội cứ một điều thưa mẹ hai điều thưa mẹ rất thân mật bầu không khí lo lắng nghi kỵ trong nhà cũng dần loãng đi Chấp sau bà Thái vào phòng, kêu chị em Liên và Thẳng ra chào ông chú họ và mấy anh bộ đội. Cả hai đều đã thức dậy từ sớm, nhưng thấy người lạ vào nhà nên cố nằm nín trong phòng. Thấy mẹ gọi, Liên rụt rè đẩy em đi trước. Thưa chú, chào mấy chú bộ đội. Ôi chào, mấy cháu của chú ngoan thế này à. Lập tức Ông Trí bước lại ôm lấy thằng thản mà hôn hít tới tấp. Thằng nhỏ từ khi lên 10 tuổi đã xa hẳn kiểu biểu lộ tình cảm nồng nàn thấm thiết đó. Đâm ra ngượng ngập, lúng túng, thụ động. Liên trố mắt ngạc nhiên rồi cũng lúng túng thối lui một bước. Liên sợ ông Trí cũng hôn nàng như hôn thản. Bà Thái cũng ngạc nhiên cảm động vì cử chỉ của người em họ chồng. Bà mừng vì như thế những người trong gia đình bà, ông Thái và hai đứa con đi lính chắc không đến nỗi nào. Bà có chút ân hận vì lâu nay nghe chồng mà bà đã hiểu lầm về người Cộng sản. Tình cảm họ trang chứa mặn nồng như thế mà bảo họ vô tình thì đúng là đặc điều. Mấy chú bộ đội hình như chẳng quan tâm tới chuyện đó. Họ chỉ cười chào lại liên và thắng rồi tiếp tục ăn ông trí vừa ăn vừa nói anh chị có hai cháu dễ thương quá tương lai của đất nước đấy bác hồ nói kế hoạch trăm năm không gì hơn là trồng người đào tạo nuôi dưỡng ở lứa tuổi này thì không chê vào đâu được bà thái sung sướng hãnh diện cười với hai con các con nghe chú nói đó phải gắn học thêm lên nữa bữa ăn gần xong một anh bộ đội nhìn chiếc xe đạp của liên rồi khen chiếc xe trông hết sảy mọi người đều nhìn theo và thay nhau khen liên nghe như vậy vẻ sung sướng hãnh diện lộ ra mặt một anh bộ đội hỏi chiếc xe này của ai mà sang quá vậy mẹ bà thái hãnh diện trả lời xe sắm cho cháu liên đi học đó ở đây lên tới trường đồng khánh xa lắm mấy chú dạ chúng con cũng có nghe nói đến trường đồng khánh huế nữ sinh đẹp lắm nghe nói ở đó cũng có nhiều nữ sinh tham gia mấy đội quyết tử của ta chống ngụy quyền gắt gao lắm cơ ông trí nhìn liên hỏi cháu có thấy hoạt động của mấy đội quyết tử ấy không cháu có ủng hộ hay tham gia với họ lần nào chưa liền ngờ ngác ngây thờ trả lời. Làm gì có, cháu chưa bao giờ thấy đội quyết tử nào hoạt động ở trường Đồng Khánh cả. Ông Trí vội nói, hoạt động mật, người ta không phổ biến đâu. Một anh bộ đội ngập ngừng trở lại chuyện chiếc xe đạp. Được đi chiếc xe như thế chắc thích lắm nhỉ? Cô Liên cho chúng tôi mượn tập đi thử chốc lát được không? câu nói bất ngờ làm cho liên tắt mất vẻ cười nàng bối rối đưa mắt nhìn mẹ bà thái vốn biết tính con mình rất cưng quý xe bình thường liên ít khi cho ai mượn xe huống bây giờ xe mới mà lại đòi tập nữa mới khó chứ tuy thông cảm với con gái nhưng bà cũng nghĩ tới những khó khăn hiện tại của mình sợ con làm mất lòng mấy chú bộ đội bà cười giả lả tập chốc lát cũng được nhưng cẩn thận dùm một chút kẻo cháu nó nóng ruột xe mới sắm chưa đi bà thái nói thế rồi nhìn ông trí chờ đợi một câu nói ngăn cản hay một lời dặn nào đó nhưng ông trí chưa nói gì thì mấy chú bộ đội đã hồ hởi nhanh nhẹn dắt xe ra sân liên nhăn mặt kéo thẳng ra theo ngồi coi ông Trí vẫn ngồi uống nước ăn mứt ở bàn ăn. Sau khi đã dọn dẹp mâm chén xong, bà Thái đến ngồi đối diện với ông Trí. Chú Trí cưới vợ lâu chưa? Được mấy cháu rồi. Em cưới vợ năm 1957. Vợ em người Sơn Tây đã được ba cháu gái, đứa lớn nhất mới 11 tuổi. Rưa chú có đem theo vô đây không? giờ thì chưa, nhưng chậm lắm là cuối năm nay. Giải phóng xong miền Nam em phải đem vô chứ. Nì, chị em tôi hỏi thiệt nghe. Như tôi có thằng Long, thằng Đạt đi lính quốc gia có can chi không? Thì chị biết mấy cháu ở đâu kêu về là xong. Cách mạng khoan hồng lắm. Bắt Hồ và đảng nhân ái lắm chị. Chị đừng lo chi cả. Như anh Thái trước đây có làm đại diện xã, nhưng nghỉ lâu rồi. Có bị tội lệ chi với cách mạng không chú? Không sao đâu. Chị biết anh ở đâu cứ kêu về là yên chí chứ lo gì. Chú bảo đảm cho anh ấy được chứ? Được quá đi chứ chị. Anh ấy là anh của em mà. Cái tình nghĩa của phe dân chủ mình nó thấm thiết sâu đậm lắm chị à. Có em đây chị cứ yên chí mà gọi anh về. Bác và đảng bao giờ cũng thương dân như con đỏ, chứ đâu có vô tình vô nghĩa như bọn đế quốc, chỉ biết bóc lột đàn áp, giết chóc mà ngại. Chị phải mọi cách kéo anh về càng sớm càng tốt. Mười đời không rời cánh tay. Em lo cho anh ấy lắm. Bây giờ em phải đi học một chút. Hy vọng khi em trở lại thì gặp anh ở nhà bà thái càng ân hận về những hiểu lầm lâu nay của mình thế mà bảo con tố cha vợ tố chồng thậm chí còn nói đến chuyện chôn sống người nữa toàn đặt điều hết ông trí ra dặn dò mấy chú bộ đội mấy lời gì đó rồi đi ông trí vừa đi khỏi liên liền vào nhà với vẻ bực bội nói với mẹ mà nói họ trả xe lại giùm con đi họ tập té lên té xuống trầy trật hết mà ơi xe mới lấy về chưa kịp đi thì gặp như thế thiệt rầu thúi ruột bà thái giải thích với liên họ cũng như khách người ta tốt với mình mình phải tốt lại đừng làm mất lòng họ không hay mô cha con đang ở thế kẹt lắm họ ở đậu vài bữa rồi họ đi thôi con ơi liền cười méo mó. Chật chặt móc méo nhiều rồi mà. Khi kia để Tết xong rồi lấy về cho rồi. Đừng nói nữa con. Cầu cho cha con và mấy anh con yên lành là được rồi. Con đậu tú tài xong mà mua cho chiếc khác. Trừ con ra kêu em vô ăn uống mà ngủ cho sớm. Nói xong bà Thái đi thắp một lượt tất cả các bác nhang. Sau đó bà dọn ra giữa bức phản một mâm bánh thịt và mấy dĩa mứt, lấy lòng bàn đậy lại. Khi trời đã khá chiều, mấy chú bộ đội vẫn thay nhau tập xe như tranh thủ thời gian. Bà Thái tươi cười ra sân nói với họ. Mấy chú tập xong đói bụng cứ vô dở lòng bàn có sẵn đồ ăn đó. Cứ tự nhiên coi như người trong nhà, đừng ngại chi hết. Dạ chúng con cảm ơn mẹ.